Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Nỗ lực chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hai cột mùa khô 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch sau khi có những diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn, chiều hôm qua 17 tháng 9, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan. Ngay sau khi thị xã Ba Đồn ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, thị xã đã ngay lập tức triển khai công tác phòng chống dịch theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước. Thị xã đã triển khai phong tỏa, đồng thời áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với tất cả các khu vực có liên quan tại phường Quảng Thọ và phường Ba Đồn. Chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cách ly y tế các trường hợp F0 tại khu cách ly điều trị bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Khẩn trương lấy mẫu test nhanh trên diện rộng tất cả các trường hợp liên quan tại khu vực chợ và nơi lưu trú. Tiến hành kiểm soát chặt chẽ, đồng thời tiến hành truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan đến các F0. Thành lập 25 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn hai phường Quảng Thọ và Ba Đồn để kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại trên địa bàn. Đánh giá thêm về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhấn mạnh. Trước những diễn biến khó lường của tình hình dịch COVID-19, thị xã đã xác định các phương án khi có diễn biến mới để chủ động trong công tác chỉ đạo một cách khẩn trương và quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành phối hợp hỗ trợ thị xã Ba Đồn trong công tác xét nghiệm trên diện rộng để sớm bóc tách F0 trên địa bàn, hỗ trợ nhân lực trang thiết bị y tế để triển khai các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, trong đó tập trung vào công tác điều tra truy vết, xét nghiệm, triển khai phương án cách ly y tế phù hợp, an toàn, hiệu quả, phương án bảo vệ vùng xanh. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thắng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng thị xã Ba Đồn. Để có thể sớm kiểm soát tình hình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thị xã tiếp tục xác định để khoanh vùng đúng phạm vi, thần tốc triển khai xét nghiệm real-time PCR ở vùng đỏ hoàn thành chậm nhất vào ngày 18 tháng 9, đồng thời triển khai test nhanh kháng nguyên đối với các vùng có nguy cơ. Sớm xác định phương án, kế hoạch xét nghiệm và đảm bảo triển khai đúng theo kế hoạch để khoanh vùng sớm, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp bố trí nguồn nhân lực để bổ sung kịp thời cho thị xã khi cần thiết nhằm tăng tốc công tác xét nghiệm trên địa bàn, khẩn trương công tác truy vết F1, F2, phân loại, tổ chức cách ly theo quy định, tuyên truyền để người dân chấp hành việc khai báo y tế, khẩn trương khử khuẩn tất cả các địa bàn có nguy cơ cao, tổ chức cách ly y tế tập trung cho các F1 tại thị xã, đảm bảo khung cách ly chặt chẽ, không để xuất hiện F0 tại các khu cách ly, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, không hoang mang, lo lắng, dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá sát đúng tình hình nguy cơ dịch bệnh trên toàn địa bàn để áp dụng các mức độ phòng chống dịch phù hợp, giao trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống dịch về tận cơ sở cấp xã phường để thực hiện quyết tâm giữ vững an toàn các vùng xanh. Đồng chí cũng lưu ý địa phương đánh giá tình hình dịch để triển khai nhiệm vụ dạy và học cũng như các nhiệm vụ khác trên địa bàn thật linh hoạt, sát đúng, bám sát các chỉ đạo của tỉnh với quyết tâm khoanh vùng kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Thị xã Ba Đồn đã và đang khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau khi mà có cái F0 xuất hiện trên địa bàn thị xã, thì cái việc đầu tiên là xác định được cái nguồn lây F0 là xuất hiện từ đâu và thần tốc truy vết tất cả các cái F1 liên quan đến các cái F0 xuất hiện trên địa bàn. Và thứ hai nữa là tập trung thần tốc để xét nghiệm và đặc biệt trong cái cả cái khu vực nguy cơ đang thực hiện phong tỏa thì trong ngày hôm nay thì đã xét nghiệm hết tất cả và gửi mẫu đơn vào CDC tỉnh để xét nghiệm khẳng định. Thị xã trên cái cơ sở là đảm bảo tất cả các phương án về phòng chống dịch để cho nên bà con cũng yên tâm, và cái phương án để đảm bảo an sinh trong các vùng cách ly thì thị xã đã chủ động nguồn cung
về lương thực thực phẩm các mặt hàng thiết yếu cho các cái vùng phong tỏa thì đã đảm bảo tất cả lấy để mà cung ứng cho kể cả cấp độ dịch diễn ra trên địa bàn thị xã. Trong ngày hôm qua 17 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn đã tổ chức cuộc họp để chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch. Dự cuộc họp có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Quảng Bình. 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ và khu phố 6 phường Ba Đồn. Cả các bệnh đều có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Trong đó các bệnh NTTH sinh năm 1998 là con gái của các bệnh TTVH sinh năm 1971 đang mang thai 30 tuần tuổi. Các bệnh DTHI sinh năm 1993 được phát hiện vào sáng ngày 17 tháng 9. Trước đó, tối ngày 16 tháng 9, Trung tâm Y tế thị xã, các trạm y tế tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc các trường hợp liên quan tại khu vực chờ và tại nơi cư trú với các trường hợp trên. Các lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, xét nghiệm nhanh trên diện rộng và phong tỏa các khu vực dân cư liên quan, tiến hành khai thác dịch tễ, truy vết F1, F2, phun khử khuẩn tại các vùng có nguy cơ, thông báo trên loa truyền thanh để người dân biết những người có liên quan đến F0, F1. Chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn lưu ý các phòng ban cơ quan địa phương trên địa bàn thị xã cần có tham mưu kịp thời sâu sát cho Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 để chỉ đạo khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, kiểm soát các quầy thuốc nhằm kịp thời phát hiện những người có triệu chứng. Bổ sung nhân lực vào các đội ngũ truy vết, lấy mẫu, nhập liệu để phục vụ công tác phòng chống dịch. Để nhanh chóng dập dịch, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu các đơn vị lực lượng chức năng đề cao tinh thần đoàn kết để triển khai tốt công tác phòng chống dịch. Đồng chí mong muốn cả hệ thống chính trị phát huy hết vai trò của mình cùng với nhân dân đồng sức đồng lòng sớm vượt qua đại dịch. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu đội ngũ y tế phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương truy vết thần tốc ca nhiễm, nhanh chóng phát hiện nguồn lây, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch tễ, triển khai ngay việc nâng cấp độ chống dịch, phong tỏa ở những khu dân cư mới xuất hiện cả các F0 trong cộng đồng, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người khi đi qua khu vực phong tỏa, kiểm soát các chợ trên địa bàn đảm bảo người dân không tụ tập mua hàng hóa dự trữ. Thị xã đã sẵn sàng phương án cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn, cũng như tại các khu dân cư phong tỏa, thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động mua bán, tránh gây tập trung đông người. Sáng hôm qua 17 tháng 9, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã có mặt tại thị xã Ba Đồn nhằm hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, CDC Quảng Bình đã hỗ trợ về kỹ thuật để lực lượng y tế thị xã Ba Đồn triển khai việc điều tra truy vết F1, F2, phong tỏa toàn bộ chợ Ba Đồn và cả khu phố liên quan đến ca bệnh, thành lập các tổ truy vết, xét nghiệm, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ tiểu thương và người dân ở khu vực liên quan dịch tễ của cả ca bệnh. Cùng với công tác xét nghiệm, điều tra truy vết cộng đồng, quản lý và phân tích số liệu, thì công tác đánh giá nguy cơ và xử lý môi trường cũng được chú trọng. Bước đầu, với sự hỗ trợ của CDC Quảng Bình, ngành y tế thị xã Ba Đồn đã tiến hành điều tra truy vết được 130 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh. Thị xã Ba Đồn cũng đã triển khai lấy mẫu cho trên 550 người để xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR nhằm nhanh chóng làm sạch địa bàn, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động ngăn ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn, huyện Quảng Trạch đã thành lập thêm 15 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các địa bàn giáp ranh với thị xã Ba Đồn. Theo đó, huyện Quảng Trạch đã thành lập thêm 3 chốt tại các xã Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Xuân và thành lập thêm 12 chốt tại các tuyến đường giao thông nối với thị xã Ba Đồn. Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát y tế, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch, xác định lịch trình hoạt động kiểm soát của người và phương tiện đi vào địa bàn huyện, nhất là người từ địa bàn thị xã Ba Đồn, từ các vùng có dịch, các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các trường hợp liên quan đến dịch tễ phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc đối với các trường hợp nghi ngờ theo quy định. Hiện ngành y tế huyện Quảng Trạch đang tập trung nhân lực truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến 2 ca F0 tại thị xã Ba Đồn. Huyện Quảng Trạch cũng đang tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương để mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không lơ là chủ quan, không để dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn. Hôm qua 27 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, tặng quà động viên hỗ trợ các đơn vị tuyển đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Đồng Hới. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, bà Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Bình. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực không quản ngại khó khăn vất vả của các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành quả chung trong phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đồng thời, mong muốn các lực lượng tiếp tục đoàn kết, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh và điều trị tốt cho các bệnh nhân COVID-19. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quà hỗ trợ động viên tập thể cán bộ, nhân viên tham gia chống dịch tại 4 đơn vị, mỗi đơn vị 3 triệu đồng. Đồng thời, trao 40 suất quà cho các em thiếu nhi đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới nhân dịp Tết Trung thu và trao quà động viên cho 2 trường hợp là nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới có người thân vừa qua đời. Hôm qua 17 tháng 9, Trung tâm Y tế Minh Hóa nhận được thông báo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình về trường hợp trong khu phong tỏa, khu vực Cha Lo có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Người dương tính là cán bộ y tế trạm Sơn Hóa đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực Cha Lo. Thông tin dịch tễ, đối tượng có liên quan đến địa bàn bản Y Leng, ngành y tế đã tích cực truy vết và kiểm soát có 20 F1, 62 F2, chủ yếu ở bản Y Leng, xã Sơn Hóa. Các F1 hiện đã được đưa đi cách ly và F2 được hướng dẫn khai báo y tế và cách ly tại nhà. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa đã có quyết định thiết lập khu vực phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19 đối với bản Y Leng, xã Sơn Hóa. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 17 tháng 9. Hiện nay, bên cạnh một số khu vực đang thực hiện chỉ thị 16, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, các địa phương đã chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, người dân không nên chủ quan, lơ là, đặc biệt cần tuân thủ tuyệt đối quy định phòng chống dịch. Là địa phương đang thực hiện chỉ thị 16, chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn phường Bắc Lý là nơi có đông người và phương tiện qua lại. Vì vậy, để đảm bảo việc kiểm soát tình hình dịch, lực lượng chức năng đã túc trực ngày đêm để kiểm tra kiểm soát, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch khi ra vào địa bàn. Hiện tại thì tôi ở tổ dân phố 2 Bắc Lý, thì cho nên là nằm trong cái khu vực gọi là chỉ thị 16 của Thủ tướng. Cho nên là mỗi khi ra đường là chúng tôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ mọi cái giấy tờ thủ tục theo cái văn bản công văn của tỉnh. Rồi qua chỗ thì các anh kiểm tra kỹ và cũng hướng dẫn cụ thể. Ai mà giấy tờ chưa đủ thì có anh hướng dẫn về làm lại cho đủ rồi đi. Thì đương nhiên là khi mà chúng tôi đi ra đường thì luôn luôn phải tuân thủ theo cái 5K và thực hiện nghiêm ngay về vấn đề 5K là bảo vệ bản thân mình cũng như là gia đình và xã hội. Ngoài việc duy trì nghiêm hoạt động, các lực lượng chức năng tại cả chốt cùng hỗ trợ hướng dẫn việc tiếp nhận các hàng hóa thiết yếu của bà con nhân dân khu vực đang thực hiện chỉ thị 16 và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Theo quyết định nới lỏng về cái biện pháp giãn cách xã hội, thì tại chỗ kiểm soát đây thì ranh giới giữa phường Nam Lý là thực hiện theo chỉ thị 15 và phường Bắc Lý là chỉ thị 16. Qua khoảng tuần tra, qua kiểm tra thì nhận thấy vẫn có nhiều trường hợp, nhiều cá nhân và nhiều doanh nghiệp vẫn còn vi phạm về phòng chống dịch, và chốt kiểm soát đã kiểm tra chặt chẽ về giấy đi đường và cả cái biện pháp phòng chống dịch và lập biên bản xử phạt đối với những trường hợp vi phạm và buộc phải quay trở lại không cho thông qua chốt. Hiện nay, bên cạnh một số khu vực đang thực hiện chỉ thị 16, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, các địa phương đã chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận những ngày đầu thực hiện theo chỉ thị 15, người dân các địa phương rất phấn khởi. Nhưng với tâm lý ở nhà chống dịch trong thời gian dài, một số ít trường hợp bắt đầu đi lại nhiều hơn, kể cả khi không thật sự cần thiết. Việc thực hiện chỉ thị 15 không có nghĩa là không còn nguồn lây nhiễm. Đây là biện pháp quan trọng để duy trì các kết quả chống dịch đã đạt được. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục sàng lọc bóc tách cả các F0, ngăn chặn không để dịch lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh công tác kiểm soát, các địa phương cũng cần tích cực tuyên truyền, quản lý hoạt động đi lại của người dân bằng nhiều hình thức, tăng cường tuần tra giám sát việc tụ tập đông người, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, mỗi một người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tuân thủ cả quy định của chính quyền địa phương, của ngành y tế trong phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 9, Quảng Bình còn 970 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, với sự nỗ lực của ngành y tế, sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền, những bệnh nhân mắc COVID-19 đã được thu dung điều trị, chăm sóc tận tình để không một bệnh nhân nào đơn độc trong cuộc chiến chống COVID-19. Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 3 của tỉnh Quảng Bình được đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, thành phố Đồng Hới. Đây là nơi cách ly điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng mức độ nặng. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2021, bệnh viện đã thành lập đơn nguyên cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Với việc chủ động trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã bố trí gần 40 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia điều trị các F0. Mỗi ngày đơn nguyên cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 chia làm 3 ca trực, mỗi ca 8 tiếng và dự phòng thêm đội ngũ bác sĩ ở vòng ngoài, sẵn sàng bổ sung cho cơ sở điều trị khi số bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng tăng. Tất cả những bệnh nhân vào đơn nguyên điều trị đều được cách ly và chăm sóc y tế toàn diện để đảm bảo cho công tác phòng tránh lây nhiễm. Đơn nguyên đã bố trí theo các khu vực chuyên biệt từ vùng sạch, vùng đệm, khu vực điều trị lối ra theo trình tự một chiều. Mỗi cán bộ y tế khi vào làm việc tại đơn nguyên, ngoài công tác chuyên môn, sẽ được tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống dịch. Nhằm đảm bảo cho công tác thu dung, cách ly, điều trị, chăm sóc đối với bệnh nhân COVID-19, đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh, gia tăng trên địa bàn tỉnh, Quảng Bình hiện đang thực hiện quy trình phân nhóm bệnh nhân và áp dụng phân tầng tháp điều trị gồm 3 tầng. Tầng 1, thu dung, cách ly, quản lý, khám chữa bệnh cho các trường hợp F0 không triệu chứng, mức độ nhẹ. Tầng 2, nhóm bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa, có bệnh lý nền. Tầng 3, dành cho nhóm bệnh nhân có mức độ nặng, bệnh nhân nguy kịch. Với việc phân loại bệnh nhân ngay từ đầu nhằm giúp cho hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị, đồng thời xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng, nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội. Huy động tất cả các máy móc phương tiện dành cho cả các 3 tầng. Ngoài ra thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi các cái nguồn tài trợ. Thì như vậy vừa qua đã bổ sung thêm 10 cái máy thở chức năng cao dành cho cái tầng 3 và tầng 2 để sẵn sàng cấp cứu người bệnh. Và ngoài ra thì Bộ Y tế cũng hỗ trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba. Vừa qua thì hỗ trợ được 20 cái máy thở HFNC rất kịp thời. Rồi cái thuốc điều trị Remdesivir cũng chuẩn bị về bệnh viện và các cái trang thiết bị phục vụ. Về các cái thuốc khác, về cái nhu cầu của tầng 1, tầng 2 thì cũng cơ bản là đáp ứng được. Hiện nay, Quảng Bình có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với gần 1.200 giường bệnh. Trong đó, cơ sở điều trị COVID-19 cấp 1 được đặt tại Trường Cao đẳng Luật Miền Trung và khách sạn Phú Quý. Cơ sở điều trị COVID-19 cấp 2 tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới. Cơ sở điều trị cấp 3 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Ngành y tế Quảng Bình đã điều động hơn 520 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên của ngành trực tiếp tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Trong đó, lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện tuyến huyện, thành phố đã đóng góp rất tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng y bác sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau, chuyên ngành khác nhau, nhưng họ có chung một mục tiêu nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19 vì sức khỏe của cộng đồng. Mặc dù làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều áp lực như thường xuyên phải đối diện với bệnh nhân nào nguy cơ tử vong cao, phải xa gia đình trong thời gian dài. Tuy nhiên, được sự quan tâm động viên của Đảng ủy Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở bệnh viện, cán bộ, nhân viên của đơn nguyên tự nhận thấy phải quyết tâm hết mình để hoàn thành nhiệm vụ và cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng hơn. Tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 9, Quảng Bình còn 970 bệnh nhân đang được điều trị cách ly. Trong số đó, bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chiếm khoảng 78% so với tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 và bệnh nhân có triệu chứng chiếm khoảng 20% và bệnh nhân có triệu chứng nặng là 2%. Cùng với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, thời gian qua, Quảng Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ động viên tinh thần cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Nhờ đó, thể trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã được cải thiện hàng ngày. Vì vậy mà số bệnh nhân mắc COVID-19 chữa khỏi và xuất viện ngày càng tăng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 445 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Với sự quan tâm về công tác chăm sóc điều trị,
Dự kiến trong thời gian tới, số bệnh nhân được chữa khỏi và ra viện sẽ còn tăng. Là tận tình là chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, của tôi nên là giúp đỡ, rồi là tạo điều kiện là có những điều trị bằng mọi cách. Thì đến hôm nay là có những tôi cảm thấy là trong người cảm thấy bất đời nhiều. Vừa đây gần kịp là văn tuần ơi, nằm ở trong cấp cứu, như là được ở nào chúng ở hôi sắp được sức khỏe rồi, cái chưa hỏi chuyển đến tầng 2. Chúng ở đấy bác sĩ rất kiến tốt, ủng hộ cho ăn đậu không, sữa, ăn ngon. Thu dung điều trị cái bệnh nhân mà không triệu chứng, theo phân loại của y tế gọi là tầng 1 đấy. Thì ở cái địa bàn tỉnh Quảng Bình khi xảy ra dịch thì cũng đại đa số là những bệnh nhân này và được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ngay từ đầu và chỉ đạo rất là sát, nhất là cái vấn đề chế độ dinh dưỡng cho người bệnh để làm sao để đảm bảo khi người bệnh vào được cái khu điều trị tầng 1 này ấy, là có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thì tỉnh đã có một cái văn bản chỉ đạo cho các cơ sở điều trị là phải bổ sung thêm cái khẩu phần ăn cho bệnh nhân, với cái suất ăn là như vậy là 80.000 do nhà nước là hỗ trợ và 50.000 do tỉnh hỗ trợ. Thì phải nói rằng sau khi được cái quan tâm này thì nhờ vào cái chế độ ăn này thì bệnh nhân đã rất là hài lòng và cái mức độ bình phục và ra viện cũng tăng lên rất là rõ rệt. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cam go thử thách, số ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận hàng ngày. Tuy nhiên, tin tưởng rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Quảng Bình sẽ sớm khống chế đẩy lùi được dịch bệnh. Và mỗi một bệnh nhân COVID-19 hãy vững tin để điều trị bệnh. Dù không có người nhà, nhưng bên cạnh họ luôn có những người thân mới. Đó là những y bác sĩ, điều dưỡng viên không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, đang hàng ngày, hàng giờ chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc thăm khám, điều trị, với mục tiêu mỗi ngày có nhiều hơn bệnh nhân được xuất viện. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Chuyển sang một số thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 17 tháng 9, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022 tại đồi 585 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban chỉ đạo 515 quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình, chỉ đạo phòng chính trị mà trực tiếp là đồi 589 làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt từ việc ổn định tổ chức biên chế, quản triệt nâng cao nhận thức cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, rà soát lại thông tin mộ liệt sĩ do các tổ chức cá nhân cung cấp trong và ngoài nước và sẵn sàng lực lượng phương tiện, vật tư cũng như kiểm tra sức khỏe, kiểm tra an toàn dịch bệnh trước khi xuất quân tìm kiếm, quy tập. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá các công tác chuẩn bị chú đáo của đơn vị, đồng thời lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 515 tỉnh để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, nhất là việc chấp hành kỷ luật dân vận, chấp hành quy tắc bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.
tiếp tục kết nối chặt chẽ với tỉnh Khăm Muồn, Lào và các địa phương trong tỉnh để nắm bắt thêm thông tin về mộ liệt sĩ và phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn để thống nhất thời gian đổi năm 89 hành quân thực hiện nhiệm vụ. Nhằm động viên và chia sẻ với trẻ em tại làng SOS và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Bình để các em nhỏ không bị thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, sáng hôm qua 17 tháng 9, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 15, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết Trung thu tại hai trung tâm này. Khác với mọi năm, Trung thu năm nay các cháu sẽ không được tổ chức chương trình đón Tết như mọi năm vì lý do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Nhưng không vì thế mà tình cảm và sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là Công an tỉnh Quảng Bình đối với các cháu khác đi. Với mong muốn mang yêu thương, sự sẻ chia chân thành đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 140 suất quà đã được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao tận tay các cháu, kịp thời động viên quan tâm các cháu. Đây là động lực để các cháu cảm thấy mình luôn được yêu thương, quan tâm, từ đó sẽ sống tốt hơn và chăm ngoan học giỏi, mai sau có ích cho xã hội. Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã động viên chia sẻ với tập thể cán bộ tại hai trung tâm và bày tỏ sự trân trọng vì họ luôn quan tâm, chăm sóc lo lắng cho các em nhỏ, người già và người khuyết tật, đồng thời chúc mừng các cháu nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cả con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1. Trở về cảng sau chuyến công tác dài ngày trên biển, các cán bộ chiến sĩ của tàu CSB 3003, Hải đội 112, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 liền bắt tay vào tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam. Với quyết tâm đạt thành tích cao tại cuộc thi, nhiều đồng chí đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và trao đổi kiến thức cùng đồng đội. Ngay sau khi nhận được kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của chỉ huy cấp, thì chỉ huy tàu ngay lập tức quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên toàn tàu về mục đích, yêu cầu, nội dung và kế hoạch cuộc thi tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam. Đây là một cuộc thi có ý nghĩa rất là thiết thực, phục vụ cho quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát, phổ biến pháp luật trên biển. Hiện nay, 100% cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cả con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam. Nhiều đồng chí cũng tích cực vận động người thân, gia đình và các đơn vị kết nghĩa cùng tham gia cuộc thi. Cuộc thi tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam này giúp ích cho chúng tôi rất là nhiều về công tác tuần tra kiểm soát trên biển, cũng như giúp chúng tôi tuyên truyền đến bà con ngư dân trên biển để tìm hiểu về luật cảnh sát biển Việt Nam và đưa luật cảnh sát biển Việt Nam đến với đời sống của bà con ngư dân. Với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cả con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam không chỉ hấp dẫn và gần gũi với công việc thường ngày, mà đây còn là dịp để mỗi một cán bộ chiến sĩ được trau dồi kiến thức và nâng cao tư duy sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.